nghệ sĩ tất cả sẽ có mặt tại sân khấu vào 8 giờ tối nay. Đêm này là đêm cuối cùng cho khán giả trong ngày cuối cùng chung kết nào. Quý vị và các bạn dành tặng cho những người thương yêu nhất của mình một chương trình đại hội DJ vào 8 giờ tối nay tại sân vận động. Thank you.